Xin chào em, ở trong tiết học này thì cô sẽ chữa bài tập về phần mạo từ cho chúng ta. Hy vọng là với phần chữa bài tập này thì các em sẽ nhớ hơn cách sử dụng của mạo từ ơ, ân và dơ trong các cái dạng bài tập khác nhau. Bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Câu số 1, there is interesting movie playing at the Valley Art Theater. Có một cái bộ phim rất là thú vị với từ there is, cô dạy rồi đúng không? There is là giới thiệu, there is, there are luôn luôn giới thiệu với những cái mạo từ ơ hoặc ân. Nếu đối với một danh từ đếm được số ít thì movie đếm được số ít thì các em dùng cho cô mạo từ ơ hoặc ân. Mà ở đây cái từ interesting, interesting đây là tính từ bắt đầu bằng nguyên âm đúng không? Em dùng cho cô mạo từ ân. Đúng chưa nhỉ? Câu số 2, my parents live in a country where there are gì đó long cold winters. There are đúng không? There are thì ok, there are này thì là số nhiều. Mà thứ hai là chúng ta không dùng ân được thì để nguyên đúng không? Thì chỗ trường hợp này chúng ta không dùng mạo từ. Cái there are thì chỉ chung chung mà. Nếu như mà số ít thì mình there is cộng với lại ân như câu số 1. Nhưng câu số 2 này thì winters là số nhiều rồi, có s rồi thì chúng ta không điền gì cả. Đúng chưa? Câu số 3, the Airbus is made by European company. Airbus này đúng không? Cái máy bay này được được sản xuất bởi một cái công ty của châu Âu, một công ty thôi. Thì ở đây chúng ta dùng ơ hoặc ân. European thì chúng ta học rồi. European bắt đầu bằng G đúng không? U European thì đương nhiên phải bị ơ, mạo từ ơ. Câu số 4, đây là cấu trúc câu cảm thán. What? What? Cảm thán này, what cộng với lại ơ hoặc ân cộng với danh từ. Đó. Hoặc là các em dùng what cộng với lại danh từ số nhiều. Các em cũng có thể dùng tính từ chen vào giữa ở chỗ đoạn này trước này để bổ nghĩa cho cái danh từ này, cái tính từ đứng trước danh từ mà, được chưa? Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta order là số ít thì chúng ta cần dùng ân thôi. Các em lưu ý là order là chúng ta câm ở chữ h. On là câm chữ H nên là nguyên âm, coi như là một nguyên âm thì chúng ta lại dùng ân bình thường. Ok nhỉ? Câu số 5, I saw gì đấy horrible accident last week. Tôi nhìn thấy một cái tai nạn cực kỳ khủng khiếp. Một tai nạn đúng không? Thì horrible là tính từ mà bắt đầu bằng một vụ âm horrible. Thì đương nhiên là các em dùng ơ. Đúng không nào? Ơ hay ân là phụ thuộc vào cái từ đứng ngay sát nó. Yeah. Câu số 6, the police often call gì đó unknown thief Mr. Joe. Cảnh sát thì thường gọi một cái tên trộm mà chưa biết đến ấy là Mr. Joe. Tức là cứ những tên trộm nào mà mình chưa biết tên thì gọi là Mr. Joe. Được chưa? Call somebody, somebody gọi ai là gì. Thế thì đây là một tên trộm mình đang chỉ chung chung đúng không? Thì mình lại dùng ơ hoặc ân. Thế mà unknown thì là âm á này, nguyên âm này, nên dùng ân. Đúng chưa? Ok nhá. Câu số 7, whales breathe air. Cá voi thì là thở bằng không khí. Đấy. Thế cá voi ở đây là mình chỉ chung chung đúng không? Thì các em không dùng mạo từ được cô. Chỉ chung chung, số nhiều. Đấy, whales. Giống như là trong bài giảng thì cô có dùng một câu là những con chó thì rất là trung thành đúng không? Chúng ta dùng là dogs are loyal. Đây là whales breathe air. Đúng chưa? Câu số 8, everything went wrong. Mọi thứ đều went wrong, mọi thứ đều rất là chán đúng không? Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất là tồi tệ. Ở cái từ time thì cô có nói với chúng ta rồi, trong một cái quy tắc chúng ta nói là time có rất nhiều nghĩa đúng không? Time thời gian không thôi, được time ở trong cái cụm là have a good time. Thì ở đây không phải have a good time mà had a terrible time, nó phải dùng ơ vào theo cái cấu trúc với từ time, được chưa? Thời gian rất tồi tệ, tất cả mọi thứ đều gọi là went wrong, đều sai lầm hết cả, đều rất là chán đúng không? Câu số 9, time and space are related. Như này là đứng đầu câu làm chủ ngữ với từ time và từ space, thì đây được coi là những cái danh từ không đếm được. Thời gian và không gian thì có liên hệ với nhau đúng không? Thời gian không gian thì nó là danh từ không đếm được, nhưng các em không có mạo từ gì. Ok, câu số 10, wait a minute, đợi một phút nhé. Tôi có một ý tưởng này. I've got an idea. Chính xác, an idea. Bởi vì idea của chúng ta là bắt đầu của nguyên âm I mà, idea thì an. Chính xác chưa? Rồi, ok. Đấy là bài tập số 1. Rồi tiếp tục với bài tập số 2.
Bài tập số 2, câu số 1. A snail moves only a few inches hour. À, một con sen ấy thì di chuyển chỉ có một vài inch trong vòng có một giờ, nó chỉ đi được có vài mét thôi, đúng không? Trong một giờ. Thì cái này chúng ta đã học cái đơn vị đo lường rồi, a few inches an hour, đúng rồi. Chúng ta dùng mạo từ a hoặc an. Thế mà hour thì đương nhiên là dùng an, đúng không? Câm thì chữ h, nên chúng ta phải dùng an. Câu số 2, a storm struck the coast of Vietnam. Đó, chấm này. Storm caused a lot of damage. Thì câu này các em thấy là cái storm là cơn bão thôi. Cơn bão này được nhắc đến phía trước chưa? Nhắc đến rồi. Một cơn bão đã đập cập bến cái eo biển của Việt Nam, đã đánh vào eo biển của Việt Nam, chấm này. Và cái cơn bão đấy gây ra rất là nhiều thiệt hại. Cái cơn bão ở phía sau nhắc đến, được nhắc đến ở phía trước rồi. Cơn bão nào? Cơn bão mà đánh vào eo biển Việt Nam ấy. Cái cơn bão đấy ở phía sau chúng ta phải dùng the. Cái này là dùng, chúng ta đã học rồi trong cái quy tắc gì nhỉ? Xác định là danh từ được nhắc đến phía sau của the, đúng chưa? Câu số 3. A thousand is 10 times more than hundreds. Ở đây chúng ta thấy là a thousand là 1000 này. 1000 thì là gấp 10 lần, 10 times more là gấp 10 lần so với lại gì? So với lại 100. Đúng không? 100 thì dùng là a hundred. A hundred là 100. Câu số 4 nhé. Eulogy is usually a speech about someone who has died. Các em biết là eulogy, eulogy từ này lại cũng phiên âm là eulogy các em ạ. Câu này cực kỳ nhiều người sai, bởi vì các bạn không biết từ eulogy nghĩa là gì. Eulogy nghĩa là điếu văn, mà điếu văn ấy, mà phiên âm của nó lại là eulogy. Yeah, chỗ này phải dùng ơ, đầu câu ấy, ơ eulogy. Yeah, không được dùng ân đâu nhá, vì phiên âm ra là eulogy. Yeah. Một điếu văn thì thường là một cái bài nói về một người mà đã chết. Rồi, câu số 5. Unknown person stole a TV from my mother's home. Một người lạ mặt đã ăn trộm TV từ nhà mẹ của tôi. Một người lạ mặt thì ơ họ ân thôi, đúng không? Nếu chúng ta có cái tính từ unknown, unknown thì là á đúng không? Ân, ân unknown person. Rồi, câu số 6. I know the melody of the song, but I don't know the words. Tôi biết cái giai điệu của cái bản nhạc đó, the melody of the song, the of the, đúng không? Xong rồi nhá. But I don't know, tôi không biết cái ca từ ở trong cái bài hát đó. Thì bây giờ ở cái câu thứ hai thì mình đã ngầm hiểu được chưa các em? Ngầm hiểu rồi. Bài hát nào phải nhắc đến câu trước rồi. Câu trước là tôi nói là tôi biết cái giai điệu của cái bài hát đó, lại bài hát đó là biết rồi. Thì bây giờ ca từ cũng của bài đó, phía sau phải có the, đúng không? Đây là cái trường hợp mà trong cái bài học của chúng ta, cô nói là từ phía sau không nhất thiết phải giống hệt là đã nhắc đến phía trước, nó chỉ là ngầm hiểu ấy, chúng ta vẫn dùng do bình thường, đúng không? Câu số 7. I made some coffee. Chấm. Tôi pha một ít cà phê. Và cái cà phê này thì quá mạnh. Cà phê ở phía sau giống hệt trong cái từ mà đã nhắc đến phía trước. Thì dơ, đúng không? Chính xác. Câu số 8. Chữ cái E này, E looks like a 3 in the mirror. Câu rất hay. Cái chữ E thì trông giống như số 3 ở trong gương. Thấy không? Thế thì bây giờ mình chỉ nói chung chung thôi. Một cái chữ cái là E, em dùng ân Y bình thường. Ân Y là nguyên âm đúng không? Thì dùng ân. Đấy. Bởi vì là 3 nó cũng dùng ơ đấy thôi, thì cớ gì mà Y không dùng ân, đúng không? Rồi, câu số 9. My friend went fishing and fell into the water. Đúng rồi, phải có the. Vì sao câu này rất là giống với câu mà chúng ta đã làm ở trong cái ví dụ cô đã dạy, đúng không? Đi câu cá và ngã xuống nước. Nước này chính là cái nước mà được đề cập đến trong cái vấn đề câu cá. Câu cá là tự hiểu là đến ao hồ sông suối, là đến water rồi. Thì cái phía sau dùng the water vì nó không phải cái mới nữa, đúng không các nào? Rồi, câu số 10. My last name begins with. À, lại là chữ cái này á, dùng ơ ân bình thường, đúng không? Tên gọi là tên cuối cùng của tôi á thì bắt đầu với một chữ cái C, với bằng một chữ C, ví dụ tên là Cường chẳng hạn, bắt đầu với chữ C, đúng không? Đây là ơ, ơ C, C thì là phụ âm nhé. C khi mà em phiên âm ra là C nhỉ? C. Không, C thì gọi là ơ, ơ C, phụ âm dùng ơ bình thường. Đây bắt đầu bằng một chữ C. Ví dụ như cô nói là tên của tôi có hai chữ K, thấy chưa? There are two case, có hai chữ K. In my name
bình thường, có thể đếm này, một chữ K, hai chữ K, ba chữ K ở trong tên của tôi, ví dụ thế, được không? 1, 2, 3, K, thậm chí hai chữ K thêm K, SC, bình thường, không vấn đề gì hết. Không có ngại gì về cái chữ cái này nha các em nhé. Rồi ok, chúng ta tiếp tục sang bài tập số 3. Exercise 3. Câu thứ nhất. Oxygen is needed for all people. Oxy là cần thiết cho tất cả mọi người, đúng không? Thế thì oxy này thì chúng ta có đếm được không nhỉ? Không đếm được đúng không? Khí oxy là cần thiết cho tất cả mọi người, không đếm được thì đừng có ơ ân, đúng không? Và cái này có cần xác định không? Tức là chỉ chung chung, khí oxy thì cần thiết cho tất cả mọi người, chỉ chung chung. Vậy thì chúng ta không có ơ ân và cũng chẳng cần dơ, chúng ta không điền gì cả. Câu số 1. Câu số 2. I read today's book on geology last week. Tôi đọc một cuốn sách đúng không? Một cuốn sách về địa lý thì đương nhiên là ơ rồi. Đọc một cuốn sách. I read a book. Chung chung. Giới thiệu, mày nhất giới thiệu kể lẻ đấy. Tôi đọc một cuốn sách. Tôi đã đọc một cuốn sách về địa lý vào tuần trước. Đúng chưa? Câu số 3. Có chữ ở. Về gì? Phải 2 giờ đúng không? The members of the band. Hoặc người ta dùng that cũng được luôn. The members of that band cũng được. Nhưng quan trọng là cái đầu tiên này phải có giờ. Những cái thành viên của cái ban nhạc đó thì rất là tài năng, đúng không nào? Câu số 4. A birthday cake usually has candles on it. Một cái bánh sinh nhật đúng không? Thì thường là có cái nến ở trên cái bánh đấy, đúng không nào? Thì candles ấy nó chia số nhiều rồi, đừng cho ơ ân vào. Cho ơ ân là cô buồn đấy. Thì candles ấy số nhiều rồi thì bây giờ xem là chung chung hay là có dơ thôi. Thì bây giờ nhá, một cái bánh sinh nhật là chỉ chung đúng không? Một cái bánh sinh nhật thì thường là có nến ở bên trên đúng không? Đấy, thì các em sẽ phải không điền gì bởi vì là nó chung chung mà, không điền gì. Đúng không? Ai chỉ chung một cái bánh sinh nhật thì có nến bên trên, SC rồi, không có gì không? Đúng không? Câu số 5. Many of thì đương nhiên là phải có the. Vì hẳn là cô đã dạy cho các em cấu trúc là many of the gì đấy rồi, many of the airlines in the world. Là phải có giờ nhá. Câu số 6. Most dogs hate cats. Ở đây là most xong rồi đến dogs luôn, đúng không? Chả có ở thì chả điền gì. Most cộng với danh từ hoặc là most of the cộng với danh từ nghĩa khác nhau một chút, mà chưa cần biết đến nghĩa, cứ nhìn mặt các bạn, nhìn mặt chữ phát là các em làm được rồi, đúng không? Câu số 7. All of thì lại gì? The. All of the fish, hầu hết tất cả những con cá trên con sông này thì đều đã chết. Câu số 8. I picked up a sugar bowl and some of lại là gì? Some of the. Cô nói rồi. Câu số 9. Some movies, với some lại đến movie luôn. Đừng điên gì cả. Some movies hoặc some of the movies. Đúng rồi. Câu số 10. Is this brought to Santa Fe. Thế là is this, đây là đúng không? Đây có phải là cái con đường tới Santa Fe không? Đây là cái road là đây là một cái danh từ nhưng lại có cái cụm giới từ phía sau để thể hiện chỉ cái nơi trốn to Santa Fe. Thế trong ngữ pháp phương thẳng rồi phải có gì? Phải có the road gì? The road to Santa Fe mà, đúng không? Nó có cụm giới từ ở phía sau. Các em có thể xem lại những cái bài giảng của cô để nhớ lại quy tắc trước khi chúng ta làm tiếp các bài tập tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập số 4. Exercise 4. Số 4, câu số 1. In town where I was born. Chúng ta lại đến cái kiến thức là danh từ town nó lại có một cái mệnh đề quan hệ. Where I was born nó bổ nghĩa cho cái từ town này thì đương nhiên phải có gì các em? Có giờ. Vì town được xác định rồi, xác định bằng cách nào? Xác định bằng cả một cái mệnh đề quan hệ. Where I was born mà, đúng không? Có giờ, chính xác nhá. Cái thị trấn nơi mà tôi sinh ra, đúng không? Có một người đàn ông, người mà trèo thuyền ra biển. Rồi, câu số 2. Blue whales are the largest animals that ever live. Cái loài gọi là loài cá voi xanh là những con động vật to lớn nhất, đúng không? Thế thì đây là mình chỉ chung hay là chỉ riêng con cá voi xanh ở vùng biển nào các em? Chỉ chung chung đúng không? Cái loài đấy. Thế thì giống như câu là chó là cái loài rất là trung thành, dogs are loyal, thì câu này mình cũng dùng là blue whales, cả một loài luôn. Mình không dùng mạo từ gì, đúng không các em? Để nó thể hiện chung chung cả một loài. Ok. Câu số 3. You don't have
camera, do you? Câu hỏi đuôi. Bạn không có camera, có phải không? Bạn không có, có phải không? You don't have a camera. Đây là hỏi chung chung. Bạn không có một cái nào phải không? Hỏi chung chung chứ không không xác định đến cái nào cả, vì have mà. Đó. Có không? Câu hỏi đuôi. Câu số 4. I spent the day at the ocean sitting on, ở trên cái bờ biển đúng không? Bao giờ phải là on the shore, on the shore. Vì nó gần như là nó là một cái cụm mà là ở biển đúng không? Biển ở đại dương thì nó luôn luôn có dơ, on the shore cũng vậy. The ocean có dơ. Câu số 5. Our store is on the northeast corner of Main Street. Có một quý ta đã nói rồi. Chỉ tên đường thì không có gì, không có dơ. À, tôi sống ở đường Phan Đình Phùng. Đúng nào? On Phan Đình Phùng Street làm gì có dơ? Không có dơ nha. Còn nếu như mà không có cái tên đó thì chúng ta là on the street thì có dơ bình thường. Đúng không ạ? Câu số 6. I saw the exciting soccer game last week. Tôi đã xem một cái trận đấu rất là hấp dẫn. Một trận đấu thôi, tôi đã xem một trận đấu chỉ chung chung thôi. Mình mới bắt đầu giới thiệu mà. Đúng không em? Thì dùng un, bởi vì là exciting bắt đầu bằng nguyên âm e là phải un. Un exciting. Câu số 7. She looked down at papers lying on her desk. Cô ấy nhìn xuống những cái tài liệu mà nằm ở trên bàn của cô ấy. Thế thì lying on her desk, lying đó thì nó là giảm về mối quan hệ đấy các em. Thực ra viết đầy đủ ra sẽ là which. Yeah. Which are lying, cái mà đang nằm á, thì mình cứ giảm đi còn lying. Thế mà mệnh đề quan hệ thì cái papers này thì các em sẽ phải có gì? Phải có the, đúng không? Bởi vì là nó đã có mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho từ này rồi thì có the không? At the papers lying on her desk, đúng chưa? Câu số 8. I prefer apples to orange. Có lý gì mà apple không có gì, đúng không? Orange ở phía sau rồi lại chia cái gì, đúng không? Prefer something to something, thích cái gì hơn cái gì thì thôi để các em đừng nhìn cái gì vào cho cô, đúng không ạ? Prefer something to something. Câu số 9. They are tearing up street in front of my house. Ở đây là nói là cái con đường mà ở trước nhà tôi á thì đã xác định rồi, vì nó xác định bởi với cụm giới từ in front of my house nên phải có dơ em nhé. Phải có dơ ở đây cho cô. In front of my house. Phải có dơ. Câu số 10. Unemployment is a growing problem. Thất nghiệp là một cái vấn nạn đang ngày càng tăng lên. Đấy, a growing problem. Thì cái này, unemployment thì là một cái danh từ không đếm được. Nên là không thể ơ và ân được. Đấy, không đếm được mà. Thế mà hơn nữa thì chỗ này thì mình cũng không chỉ là một cái thất nghiệp nào đã được xác định cả, mình chỉ nói chung chung thôi. Cái sự thất nghiệp, cái vấn đề thất nghiệp thì các em đừng điền mạo từ gì để cho nó thể hiện cái sự chung chung. Bởi vì đây là danh từ không đếm được, nhớ nhá, danh từ không đếm được. Nếu mà chỉ chung chung mà đếm được thì dùng ơ ân, không đếm được thì chả điền gì cả. Yeah, rồi. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 5. Câu số 1. Bài này về trường đại học đây đúng không ạ? Rất là dễ. Dr. Finlay has the degree University of. Thì phải có gì? Phải có giờ. Các em học lại quy tắc cô dạy. Phải có cái quy tắc này rồi. University of thì có giờ đúng không? Câu số 2. College of. Lại giờ đúng không ạ? Câu số 3. US. United States. Ở đây là nước này thì phải có gì? Phải có dơ, cô dạy rồi. Nước Mỹ phải có dơ vì gồm có nhiều bang, đúng không? Câu số 4. University of. Lại dơ. Câu số 5. Mr. Smith liked Johnny's essay even though the boy's spelling was poor. Mr. Smith rất là thích cái bài essay, cái bài luận của Johnny, mặc dù là cái chính tả ấy, của cậu bé rất là tồi. Đúng không? Đánh vần rất là tồi. Thế thì cậu bé này đã được nhắc đến chưa? Nhắc đến rồi, cậu bé nào ạ? Cậu bé Johnny đúng không? Thế phải là The Boy. Rồi, tiếp tục câu số 6. Greenville is very old and many of thì phải The. Many of The, cô Phương dạy rồi. Đúng không nhỉ? Câu số 7. That's worst movie I've ever seen. Now, worst là so sánh gì đấy ạ? So sánh hơn nhất.
worst là tồi nhất không? Anh hơn nhất thì phải có gì? Phải có the worst. Đó là bộ phim tồi tệ nhất mà tôi đã từng xem. Câu số 8. Bay City University, tên trường học, à, trường ngoại thương, Foreign Trade University có dơ không? Không. Thì cái này thì Bay City thì khác gì? Không có gì hết. Đúng chưa? Câu số 9. Muhammad Ali was one of greatest, trời ơi, một trong này, xong lại những cái gọi là gì? Tốt nhất, để dơ không? One of the, sao lại còn greatest thì đúng quá luôn, quá là không. Câu số 10. Coaches College, tên danh từ riêng đứng trước từ college, không có gì, không có dơ giết gì hết. Đúng nào. Rồi, tiếp tục. Bài học thứ 6 các em nhé. Câu số 1. Borneo is the third largest island in the world. Các em có chọn dơ không? Đương nhiên, với third là số gì? Số thứ tự. Thì có 1 và có dơ. Ở câu này nhá, thì các em cũng ghi luôn cho cô này. The third largest là gì? Third largest, the largest thì biết rồi, là lớn nhất. The third là gì? Là thứ ba. Thế vậy the third largest là gì? Lớn thứ ba, đúng rồi. Câu số 2. Don't drop that class. Đừng có đánh rơi cái lớp, đừng có bỏ cái lớp đó, đúng không? Hãy nói chuyện với giáo sư này. First. Hãy nói chuyện với giáo sư, việc đầu tiên. Đầu tiên là hãy nói chuyện với giáo sư. Thì first này chúng ta không có mạo từ, được chưa? Trừ trường hợp là mình dùng first cộng với danh từ thì chúng ta phải có the. Nhưng mà đây là việc thứ nhất, first, việc đầu tiên, first, thì không có the. Câu số 3. I introduced Mary to Charles and they got married next summer. Có next này là next cộng với danh từ thì bắt buộc phải có gì? Có the next summer, cái mùa hè sau đó. Ok, câu số 4. Câu số 3 là tôi giới thiệu Mary cho Charles và mùa hè sau đó là họ kết hôn luôn. Câu số 4. It rained on July the 1st and next day it snowed. Trời mưa vào ngày mùng 1 tháng 7 và ngày sau đó có next lại có đây. Next với cả last thì trường hợp là ví dụ như là next week hay là next Christmas, đúng không? Thì chúng ta mới không dùng the. Chứ còn đây là next week lại có dấu ở phía trước, đúng không? The next day, the next summer thì chúng ta phải có the. Câu số 5. Ladies and gentlemen, please welcome next single. Đây lại là hãy chào đón cái người ca sĩ tiếp theo, đúng không? Thì chúng ta lại vì the next, the last, the only, đi vì the. Đấy, cô nói rồi nhá. Câu số 6 nào. Sharon wasn't at home when I went over last Sunday, so I went back the next day. Lại là the next. Rồi. Câu số 7. Easier a test is, the happier I am. Đây là cấu trúc so sánh gì nhỉ các em nhỉ? So sánh kép. Xem lại video mà có phần so sánh kép đi. The cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ động từ. Phải. The cộng với so sánh hơn cộng chủ ngữ động từ. Thì đây là cấu trúc so sánh kép càng. Bài test, bài kiểm tra càng dễ thì tôi càng hạnh phúc, đúng không? Rồi. Gì? Easier. Cấu trúc thôi. Và cô còn nói là cấu trúc này mà biết thì làm được, mà không biết thì nghỉ, đúng không? Rồi. Câu 9. Lại là cấu trúc so sánh càng, nên đương nhiên là cho dơ vào cho cô. Cô nhầm, số 8 chứ. The first class I have in the morning is algebra. Thì the first, đúng không? First là số thứ tự thì phải the. Rồi. The first class, lớp học đầu tiên. Yeah. Lớp học đầu tiên thì có buổi sáng là môn số học. Câu số 9. The more I eat Thai food, the more I like it. Thì the more lại so sánh càng, đúng không nào? So sánh kép. Câu số 10. I watched exciting TV program last night. Tôi đã xem một cái chương trình TV rất thú vị hôm qua. Thì đây là giới thiệu chung, đúng không? Thì chúng ta dùng từ gì? Từ ân. Tôi đã xem một bộ phim rất là thú vị hôm qua. Ân thôi. Exciting là bắt đầu nguyên âm. Phải ân không? Ok. Tiếp tục bài tập số 7. Bài số 7 như sau. Upon Pier, South Dakota. The Mystery River, đúng nhỉ? Tên con sông, suối, đại dương. Các em phải dùng the cho cô. Câu số 2. Woody Holly formed a musical group called. Tên một nhóm nhạc ấy,
mà có giờ. Giờ là cái này, giờ cricket thực ra là những cái danh từ mà có s gì ấy, bao giờ có giờ các em nhé. Câu số 3. Urans cũng là tên cái cụ mà tên riêng mà lại có s gì, các em cũng dùng giờ cho cô. Câu số 4. For centuries, people have used horse as a beast of burden. Trong nhiều thế kỷ thì con người đã sử dụng con ngựa ấy như là một cái để gọi là giải phóng sức nặng để mà nó có thể kéo được đồ nặng cho mình, đúng không ạ? Đó. Thì ở đây trong nhiều năm này người dùng ngựa, thế dùng horses thì chúng ta không cần thêm gì ạ, không cần thêm mạo từ gì, đúng không? Câu số 5. Cotton gin, a device for removing seeds from cotton, was an important invention. Đây là, các em thấy là the cotton gin ở đây nhá, nó đã có một cái cụm từ để bổ nghĩa thêm để thể hiện nó là cái gì rồi. Thì đương nhiên cái năm này phải có giờ, đúng chưa? Giống như kiểu mệnh đề quan hệ, bổ nghĩa cho nó thôi, đúng không nào? Câu hiệu số 6, in the Navy, ở trong hải quân đúng không? Chà, hải quân rồi đấy, là phải có dơ đúng không? Great War Station in the Aleutians, a chain of Alaskan Islands. Đây là một quần đảo, Aleutians, quần đảo, các em phải có dơ nhá. Câu hiệu số 7, cái bánh xe ấy, thì là nó rất là tròn về hình dạng. Về hình dạng. Thế đây là mình sẽ chỉ một cách gọi là chỉ chung chung ấy, một cái bánh xe rất là tròn thì mình dùng a wheel thôi. Một cái bánh xe. Hoặc không ấy, giống như kiểu câu là một con chó rất là trung thành ấy. A dog is loyal cũng được ấy, thay vì là dogs are loyal. Đấy, thì đây cũng thế. Câu số 8. Mary's favorite baseball team is the Orioles. The nhá. Vì đây là chỉ một tên một cái đội mà có số nhiều, cái dùng rơi cô. Yeah. Câu số 9. My uncle used to be New York taxi cab driver. Thường thì New York thì chúng ta không đi với mạo từ, nhưng mà thực ra New York ở đây thì lại đi với lại taxi cab driver, là với người lái xe. Thì các em phải có ơ nhá. Ơ. Một người lái xe taxi ở New York thì lúc ấy New York không có quan trọng gì nữa. Bình thường mình nói là tôi sống ở Hà Nội, I live in Hà Nội. Thì cái trường hợp đấy thì Hà Nội không có dơ đúng không? New York bình thường cũng không earn the thì không có I live in the Hà Nội đúng không? Thế nhưng mà đây lại thực ra nó phụ thuộc vào cái từ driver hơn là phụ thuộc vào từ New York, em hiểu không nhỉ? Thế nên ở đây mình dùng a là a driver bình thường, chả gì hả? Câu số 10, sa mạc Sahara, tên sa mạc này, tên đại dương này, tên quần đảo này, tên dãy núi này, luôn luôn có giờ. Ok chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục với bài tập tiếp theo. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 8 các em nhé. Câu số 1, I'm working nights to make little extra money. Tôi làm việc nhiều đêm đúng không? Để kiếm thêm một ít tiền. Thế thì cái từ little ở đây thì chúng ta liên quan đến cái là little hay là a little đây, đúng không? Thì money là danh từ không đếm được hay là dùng little là chuẩn rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là little hay là a little thì nó liên quan đến cái chuyện là nghĩa tích cực hay là gì tiêu cực, đúng không? Thế là bây giờ tôi làm việc nhiều đêm này để thêm một ít tiền, đây là mang nghĩa tích cực đúng không em? Một ít tiền chứ không phải là làm thêm rất ít tiền thì chết, đúng không? Một ít tiền thì dùng ơ. A little mang nghĩa tích cực, còn nếu như không có ơ thì mang nghĩa tiêu cực. Hay các em. Số 2 nhá. Because he did poorly on the first exam, Vince began to study more. Bởi vì là anh ấy làm rất là tồi ở cái bài kiểm tra đầu tiên nên là Vince bắt đầu học nhiều hơn. Tuy nhiên, however, tuy nhiên này, he did little better on the second exam. Tuy nhiên là mang cái đối lập chưa? Đối lập rồi. Tuy nhiên ấy, anh ấy làm được gọi là ít hơn ấy, ít tốt hơn, tức là tốt hơn rất là ít, hầu như là không tốt hơn mấy. Thì đây little lại mang nghĩa tích cực hay tiêu cực nhỉ? Mang nghĩa tiêu cực. Mà tiêu cực thì dùng có ơ hay không? Không có ơ, đúng không? Tiêu cực thì không có ơ. Câu số 3, Canadians like Americans. Cả hai từ này đều có SC để thể hiện người rồi đúng không? Speak English, ngôn ngữ thì không có ơ. Ngôn ngữ, chúng ta dùng speak English là xong, không có gì hết. Hay chúng ta đã học rồi. Câu số 4, Manila is the city in the Philippines. Cái này chắc cô cũng nói rồi đúng không? Philippines là quần đảo thì phải có gì? Phải có dơ, đúng chưa? Câu số 5,
Camera was invented in the 1800s. Camera thì được phát minh vào năm 1800, đúng không? Cái này chúng ta có hai cách dùng. Một là cái dùng the và hai là cái dùng a cũng được. Khi mà cái dùng a camera thì nó sẽ mang nghĩa là gọi là chỉ chung ấy, camera được phát minh vào những năm 1800 thì nó cũng giống như kiểu là một con chó rất là trung thành ấy, không vấn đề gì. Còn cái thứ hai là khi mình nói chữ dơ ấy thì cũng chấp nhận được đáp án của cả hai từ này. Khi dùng từ dơ ấy, the camera thì mang nghĩa là cả tất cả chúng ta đều biết là camera là máy ảnh, đúng không? Chắc đến là ai cũng biết rồi, cho nên là dơ cũng ô sáu. Lebanese speak Arabic. Tên người đúng không? Cái đuôi is ở đây giống như kiểu là Vietnamese rồi. Đó, thì dùng the. The cộng với lại tính từ. Tính từ này giống như kiểu tính từ của ngôn ngữ ấy, giống hệt nhá. Chỉ người. Và chúng ta gần như là ẩn đi cái chữ gì? Chữ people. Nghe cô dạy rồi đúng không nào? Câu số 7. I spill tomato juice on my new shirt. Tôi đổ cái sốt cà chua lên cái áo mới của tôi. Đây, câu này thì tomato juice là nước sốt cà chua này là không đếm được nên các em không thể ân được nhá. Các em chỉ có thể dùng dơ hoặc là không có dơ thôi. Để xác định cùng xác định đây, tôi đổ cái nước sốt cà chua, bây giờ mình đang giới thiệu, mình chưa nhắc đến nó là cà chua nào, tôi đổ nước sốt lên áo thôi, thì mình nói chung thì chúng ta không dùng mạo từ gì cho cô. Câu số 8. Lake Mono has very salty water. Lake tên cái hồ mà chúng ta lại có cái tên cái hồ này phía sau thì không có mạo từ, nên cô dạy rồi đúng không? Đấy, nào không nhớ phải xem lại nhá. Câu số 9. Mount Fuji lại là tên núi mà lại cái tên riêng lại ở phía sau thì đương nhiên là không có gì. Yeah, câu số 10. For centuries, chicken has been raised for its meat and eggs. Trong rất nhiều thập kỷ đúng không, thế kỷ đúng không, thì gà được nuôi là để lấy thịt và trứng rồi. Thế thì gà ở đây là chúng ta đều biết đến rồi, thì các em dùng cho cô gì? The chicken. Yeah, thì chúng ta thể hiện cái loài chicken. Rồi, thế tiếp tục sang bài tập số 9. Chúng ta đến một số cái cụm từ đặc biệt không được dùng dơ hay là phải dùng dơ. Câu số 1. Where do you go? Go to school. Câu số 1, go to school không có mạo từ thì chúng ta được học trong bài của cô rồi, không được có mạo từ nhá. Câu số 2. Sam threw an apple. Sam ném một quả táo. Quả táo thì lại đập vào Bill ở cái mũi của anh ấy. Đấy, câu số 2 này chúng ta phải điền dơ in the nose. Vì sao? Cái quả táo này là dì apple xong rồi nhá, lại đập vào Bill ở cái mũi đương nhiên mũi của Bill rồi, chứ không phải là cái mũi chung mũi ai cũng được, đúng không? Đây là ném quả táo vào mũi của Bill thì đương nhiên phải dơ the nose, bởi vì nose đấy là mũi của Bill cơ mà, đúng không? Câu số 3. Measles can be a very serious disease. Measles đấy là bệnh gì, nhớ không? Bệnh sởi. Không có mạo từ, bệnh không có mạo từ và động từ luôn luôn chia số ít. Cô Phương dạy rồi nha. Câu số 4. Typhus has sometimes killed. Đây là một cái bệnh sốt đấy, thì cũng lại không có mạo từ. Câu số 5. Chapter 5 is longer than the rest. Chapter 5 thì chapter đứng trước đấy ạ, số 5 đứng sau, không bao giờ có mạo từ, giống như kiểu là Lake Mono và Mount Fuji ấy. Rồi nhá. Câu số 6. Late 1800s or the years. Thì bây giờ có giới từ có tính từ late mà lại năm 1800 thì bắt buộc là phải có the các em nhá. Đấy, thể hiện một cái thập kỷ ấy, luôn luôn có the ở trong cái cụm này. Đó. Câu số 7. He received an honorable discharge from army. Army là quân đội đúng không? Quân đội phải có the rồi. Quân đội, cảnh sát, hải quân, lục quân, không quân đều dấu hết, đúng không? Câu số 9. Câu số 8. Meatloaf again. We had same thing for dinner last night. Same có dơ. Không quan tâm ngữ nghĩa là gì, same phải có dơ đã. Câu số 9. I have 4 dictionaries. Tôi có 4 cuốn từ điển. 2 are Japanese. 2 cuốn là tiếng Nhật, 2 cuốn còn lại là tiếng Anh. Thì chúng ta phải dùng the others. The others có nghĩa là những cái còn lại nhá.
Cái này cô nói chưa được kỹ lắm. Các em chỉ cần hiểu là the mà cộng với others, the others luôn luôn là những cái còn lại, được xác định bằng những cái còn lại. Câu số 10. À, đây bài này chỉ có 9 câu. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập cuối cùng. Câu số 10. Câu thứ nhất. Between Italy and Greece lies Adriatic Seas. Tên sông suối, tên đại dương. Phải có dơ. Đúng rồi em. Rồi. Câu số 2. Caroline Newman is majoring in business at the university. Thì bây giờ in business là chuyên ngành về kinh doanh. Thì ở đây chúng ta chỉ là tên một môn học ấy, giống như kiểu là môn tiếng Anh, đúng không? I learned English có bao giờ có mạo từ đâu. Bây giờ môn kinh doanh thì cũng không có mạo từ. Câu số 3. Bảo tàng chúng ta phải có the art museum. The art museum, the art museum, tên bảo tàng nhá. Câu số 4. Coffee in this restaurant is only 25 cents a cup. Lại là đơn vị đo lường. Kiểm tra lại cái tí xem chúng ta có nhớ không. Câu số 5. Tokyo is one of the most populous cities in the world. Tokyo là tên thành phố, không có mạo từ đúng không em? Giống như Hà Nội, I live in Hà Nội, đúng không? Tokyo không có mạo từ. Câu số 6. Everyone in the class